Thưa quý vị, cơn lũ quét qua đi, nhưng những khó khăn để lại là quá lớn với người dân vùng lũ quét Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An. Giữa vùng tâm lũ, nơi chuyện ăn uống phải lo từng bữa, người dân xót xa khi gạo tích trữ trong nhà đã bị hư hỏng hoàn toàn. Và công tác cứu trợ bà con lúc này đang được lực lượng chức năng ưu tiên. Ngày trở về, người dân đã không còn tin vào mắt mình khi nhiều tài sản không còn dấu tích, thóc gạo vừa thu hoạch để trong nhà cũng ngập sâu trong bùn đất. Những giá gạo lấm lem bùn được người dân mang ra trước cửa nhà để rửa trong sự xót xa. 3 ngày ngâm nước, hạt gạo đã phủ một lớp bùn non màu vàng nhạt, dần lên men và bốc mùi chua. Không còn nguồn nước sạch, người dân phải ngăn dòng nước chảy trước cửa nhà, lấy đó làm nơi đãi gạo. Hết bao gạo này đến bao gạo khác, người dân cẩn mẫn tách gạo ra khỏi bùn đất từng chút một. Dù biết không thể ăn được nữa, nhưng người dân nơi đây vẫn cố cứu vãn để cho gia súc gia cầm. Các hộ dân đang phải nương tựa vào nhau, cùng thổi lửa, nấu cơm ăn chung. Mất điện, mất nước, thứ mà người dân cần nhất lúc này là các loại thức ăn khô, đồ hộp và nước sạch. Do số lượng đất đá, rác thải từ thượng nguồn đổ về là rất nhiều, hàng triệu khối, kéo dài khoảng 3 đến 4 km, nên công việc dọn dẹp của lực lượng chức năng dự kiến phải mất thêm từ 10 cho tới 15 ngày nữa. Và hơn lúc nào hết thì sự đồng lòng, chung tay góp sức của các đoàn từ thiện, nhà hảo tâm sẽ phần nào vơi bớt đi khó khăn, mất mát của người dân trước thiên tai. Và đây cũng là động lực to lớn tiếp thêm niềm tin cho người dân vùng lũ Kỳ Sơn vượt qua gian khó để sớm ổn định cuộc sống.